câu chuyện ngắn. Khi cha em ảo tưởng các bạn thì con Son Goku dễ thương tinh nghịch của các bạn nè, tin không? Thế các bạn vẫn chưa tin nên tao hóa siêu xây ra rồi, các bạn tin chưa? Tất cả Pokemon trên thế giới đều thuộc về tao. Chúng mày không tin tao là Sasuke sao? Có cần tao kích hoạt Sharingan cho xem không? Tao mới là Naruto thật. Ai lấy trên góc phát xa cam huyền thoại của tao thì trả lại hộ cá nào. Tao mới là Sanji thật nhé. Ai lấy mất bộ đất của tao thì nghỉ trả lại cho tao nhé. Tao mới là Luffy thật nhé. Chỉ có điều tao không biết bơi và xài Haki thôi. Zoro chính là tao. Có điều tao không biết xài kiếm và mắt tao cũng không bị trộn. Tao chỉ là thầy dạy võ cho thằng Son Goku nhé. Chẳng qua là tao quên mất cái mai rùa và cái gậy ở đâu rồi thôi. Chim khôn chim ngẩng cao đầu, bướm khôn bông đậu trên đầu của chim. Gái xưa bóc cái gầm ngừ, gái nay bóc cái ư nữa đi. Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn, cho nên được gọi thông minh hơn người. Em sinh đâu bởi nụ cười, em sinh là bởi nhiều người xấu hơn. Ra đường gặp cảnh hoa rơi, dưới chân dấm phát không chơi hoa tàn. Quay lại gặp cảnh hoa tàn, dấm thêm phát nữa cho tàn đầy hoa. Thế nào về tình yêu? Hãy đếm các vì sao và mày sẽ hiểu. Vậy là vô tận và vĩnh hằng phải không? Không, rất lãng phí thời gian. Nếu một ngày bạn khóc, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ cười vào mặt bạn. Trò đi học quậy tới trời, 10 thằng đi học 9 thằng chơi, 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ, còn lại thằng kia cũng gật gù. Nô đang cần tuyển người yêu, điều kiện ăn thanh long nhả hết hột và ăn sầu riêng cả vỏ, yêu cầu số lượng lớn thì em ngay. Hôm qua em đến trường, bạn đánh em gần chết nỡ. Bao nhiêu bạn quay phim, cả trường em biết hết. Nhưng mà tôi nào biết, chúng đánh nhau ngoài đường. Trường của tôi tiên tiến, ai cũng được giấy khen. Trường của ông tiên tiến, vì dạy tốt học hay, đúng không? Nên cuối năm khen thường, ai cũng thích vỗ tay. Nhưng mà em bị đánh, xe áo xong bị cào. Bạn của em đứng đó, giơ 4G quay phim. Ờ đấy, tiểu học đấy. Không đỡ được. Đấy. Không đỡ được. Bó tay, không đỡ được. Không thể nào đỡ được. Tình yêu là vĩnh cửu, là bất tử. Thứ duy nhất có thể thay đổi chưa thể là người yêu. Kính vợ lắc thọ mềm. Đã đến lúc bố con ta cần phải bàn về chuyện giáo dục giới tính. Nụ ạ. Dạ vâng ạ. Bố cần hỏi gì ạ? Yêu mà không làm tí thì hơi phí. Làm tí mà hai vạch.
chục lần mở cửa. Các em vào nhớ khép cửa giùm anh. Đố mày chuyện nào đi bằng hai chân? Mày chuyện gió à? Làm gì có chuột nào đi bằng hai chân? Rốt ghê, là chuột bích khi đó. Đố cái này, vịt nào đi bằng hai chân? Là vịt đô nam chứ còn vịt nào nữa. Đúng. Con vịt nào sẽ đi bằng hai chân? Nói đi, anh sẽ bên cây nàng. Lỡ người ta không thích thì mình quá lớn.
lúc biết mà cho tim em lặng thinh, nhìn nhìn sự vẫn chờ. Dù thì lạ trong cơn mưa nào cũng chúng sẽ hiểu và sẽ yêu anh hơn. Để cho ngàn cây một lá chúc mừng hạnh phúc đôi ta. Chị em bé yêu anh đi em nghe, qua đường đến trường của em sẽ ngập tràn những bông hoa hồng, mà đêm qua anh lại không còn một kẽ trong cơn gió khẽ khẽ tóc xù xinh baby hoa chớp chớp khóe mi. Anh nói với em một điều đơn giản gì rằng em có yêu anh không. GGDJ.com.